Ngày 22 tháng 8, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội và các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn đối với nhóm các lĩnh vực tư pháp, nội vụ, an ninh trật tự, an toàn xã hội, thanh tra, tòa án, kiểm sát và tiến hành bế mạc phiên chất vấn, trả lời chất vấn tại phiên họp thứ 36 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Sơn La có đồng chí Hoàng Thị Đôi, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ban ngành có nội dung liên quan. Phiên chất vấn đối với nhóm các lĩnh vực tư pháp, nội vụ, an ninh trật tự, an toàn xã hội, thanh tra, tòa án, kiểm sát, đã có 39 đại biểu Quốc hội phát biểu, trong đó 36 đại biểu chất vấn, 3 đại biểu tranh luận. Trực tiếp trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội là Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Lê Minh Trí, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long. Ngoài ra, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã phát biểu, làm rõ thêm một số vấn đề thuộc trách nhiệm của Chính phủ liên quan đến việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 đến hết năm 2023 đối với hai nhóm lĩnh vực được chất vấn và trả lời chất vấn tại phiên họp. Phát biểu bế mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, qua các báo cáo gửi đại biểu Quốc hội và qua phiên chất vấn cho thấy, về cơ bản, các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã được các cơ quan triển khai nghiêm túc với nhiều giải pháp đồng bộ, tạo được chuyển biến tích cực và đạt được kết quả cụ thể ở hầu hết các lĩnh vực. Tuy nhiên, việc triển khai một số nghị quyết, nhiệm vụ còn chậm, một số nội dung chỉ tiêu trong các nghị quyết chưa hoàn thành, chưa đạt yêu cầu, chậm chuyển biến hoặc còn khó khăn vướng mắc cần phải sớm được khắc phục, tháo gỡ, giải quyết dứt điểm trong thời gian tới. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, các bộ trưởng, trưởng ngành tiếp thu tối đa ý kiến của các đại biểu Quốc hội, tiếp tục thực hiện quyết liệt đồng bộ toàn diện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn, tập trung khắc phục kịp thời, đầy đủ, hiệu quả những tồn tại hạn chế trong từng lĩnh vực.